Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá, ngày 24 tháng 7. Nhận định bóng đá, Sài Gòn với Nam Định, 19 giờ 15 phút ngày 24 tháng 7. Cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. 8 vòng đấu, chủ nhà Sài Gòn vẫn chưa biết mùi chiến thắng vì thế cuộc tiếp đón đối thủ vừa tầm. Nam Định trên sân Thống Nhất sẽ là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương tìm được trận thắng đầu tiên. Nhưng liệu họ có tận dụng được? Nhận định trước trận, Sài Gòn với Nam Định. V-League đã qua 8 vòng, nhưng Sài Gòn FC chỉ đá được 7 trận và họ mới có 3 trận hòa với vỏn vẹn 3 điểm, còn lại toàn thua. Nên không ngạc nhiên khi đến thời điểm này, đội bóng Sài Thành đang xếp chót bảng. Sài Gòn FC đang đối diện với nguy cơ và nếu không cải thiện thứ hạng, khả năng họ sẽ rớt hạng vào cuối mùa. Cũng may là từ sau vòng đấu thứ 8, các đối thủ của Sài Gòn FC cũng nhẹ thở hơn và đối thủ họ sẽ tiếp đón ở vòng 9 là Nam Định. Thực tế, Nam Định là đối thủ yếu và cũng nằm chốt bảng. Họ chỉ hơn đúng 3 điểm so với Sài Gòn FC, 6 so với 3, khi vừa có trận thắng đầu tiên trước Viettel ở vòng 8. Nên đây hoàn toàn là đối thủ xứng tầm. Chưa kể lực lượng của đội khách cũng chẳng khá khẩm hơn so với chủ nhà. Nên đây là cơ hội của thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương có thể giành được trận thắng đầu tiên ngay trên sân nhà, qua đó thắp lên niềm tin ở cuộc đua trụ hạng. Nếu chủ nhà đang rất muốn thắng, lẽ đương nhiên Nam Định càng không muốn thua. Sở dĩ thế, vì thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ mới giành được chiến thắng đầu tiên trước đội bóng mạnh Viettel, qua đó tạo hưng phấn rất lớn cho đội bóng Thành Nam trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất. Gặp một đối thủ đang đứng chót bảng như Sài Gòn và thực lực không mạnh, lẽ đương nhiên đây cũng là cơ hội để Nam Định nuôi hy vọng có trận thắng thứ hai liên tiếp. Ở cuộc so kè này, Sài Gòn FC mất át chủ bài Andre Vieira vì thẻ đỏ, còn Nam Định mất Xuân Tân. Tuy nhiên, có thể thấy đội khách Thành Nam nhẹ gánh hơn vì họ hoàn toàn có thể bù đắp vào khoảng trống của lực lượng trong lúc chủ nhà Sài Gòn khó khăn hơn nhiều. Xét về đối đầu, trong 10 lần gặp nhau Sài Gòn FC có chút ưu thế khi thắng 4, hòa 3 và thua 3, nhưng điều đó chỉ mang tính tham khảo. Thực tế, nếu cả Sài Gòn FC và Nam Định đều không thể giành chiến thắng, đấy là điều rất đáng tiếc, nhất là với chủ nhà Sài Gòn và khả năng đây sẽ là trận cuối của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương trên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Khi cả chủ lẫn khách đều muốn giành chiến thắng, đây sẽ là cuộc so tài rất quyết liệt và đáng xem. Dẫu cả hai đều đang nằm ở nhóm chót bảng, đội hình dự kiến Sài Gòn với Nam Định. Sài Gòn, Hoài Anh, Công Hiển, An Bay Ông Zion, Việt Phong, Mạnh Cường, Hoài An, Văn Triền, Lâm Thuận, Hữu Sơn, Hồng Sơn, Minh Tuấn. Nam Định, Văn Tú, Alison, Phạm Mạnh Hùng, Viết Tú, Hữu Định, Đinh Mạnh, Trần Mạnh Hùng, Maxio, Xuân Quyết, Rodrigo, Văn Trung. Dự đoán kết quả, Sài Gòn với Nam Định, 2-1. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.